Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàn Computer. Đã bao giờ các bạn thử tự nghĩ là những mẫu laptop workstation nó được sinh ra để làm gì và để dành cho những ai chưa? Thực ra câu trả lời này nó khá đơn giản, đấy chính là những mẫu laptop workstation nó được sinh ra để dành cho những ai làm việc nặng một cách chuyên nghiệp. Và có một mẫu laptop mà nó chuyên nghiệp đến cái mức mà mức giá của nó là lên đến tận gần 200 triệu đồng. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này nhé. Mẫu laptop mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong video ngày hôm nay đấy chính là Dell Precision 7720, một trong những mẫu laptop đỉnh cao nhất của Dell. Và đây cũng chính là dòng laptop đã định hình nên thương hiệu Dell ở trong mắt của những người dùng Việt Nam, với những tiêu chí như là mạnh mẽ, bền bỉ cũng như là cao cấp. Và các bạn hãy nhớ là chỉ có dòng Dell Precision là nó hướng tới đối tượng là làm việc nặng một cách chuyên nghiệp nhá. Còn với như là dòng Dell Virtual mà các bạn thường thấy ở thị trường Việt Nam ấy, thì nó cũng chỉ là dòng bình dân và giá rẻ mà thôi. Với dòng Dell Precision, đây sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ phù hợp cũng như là đáng đồng tiền bát gạo của những doanh nghiệp hay là những kỹ sư có hầu bao khá lớn một chút, bởi vì nó cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ, nó có thể làm việc ở trong bất cứ một môi trường nào mà vẫn có thể hoạt động một cách ổn định. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích một chút xem tại sao nó lại đắt đến vậy. Lý do thứ nhất mà nó đắt đấy chính là từ cấu hình của nó là rất khủng. Nếu như các bạn thường nghe những mẫu laptop sử dụng như là i3, i5, i7 thì với phiên bản Precision 7720 mà mình đang có ở đây thì nó đang sử dụng là CPU Intel Xeon E3-1535M V5. Tuy nó chỉ có là 4 nhân và 8 luồng mà thôi, thế nhưng xung nhịp của nó là siêu cao tận hơn 4GHz và nó hỗ trợ RAM ECC như là những mẫu máy chủ luôn. Và nó đang cắm sẵn là 64GB RAM ECC và có một tùy chọn để các bạn có thể nâng cấp lên là RAM ECC luôn. Mà với 64GB RAM như thế này, chắc là mình không biết dùng bao giờ mới hết luôn. Và các đoạn rời của nó đang được sử dụng đấy chính là Quadro P5000, niềm ao ước của những kỹ sư với tốc độ tính toán phải nói là cực nhanh. Dung lượng VRAM là 16GB GDDR5, nó quá nhiều đối với cả những người dùng như mình. Còn với những ông kỹ sư chuyên nghiệp, mình đoán chắc là vẫn chưa đủ đâu. Còn một yếu tố nữa đấy chính là một chiếc SSD M2 NVMe dung lượng 1TB, nó vừa nhanh vừa nhiều. Với một chiếc ổ cứng như thế này, đây sẽ là một mong ước của mình luôn. Để làm video với một cái ổ cứng như thế này để làm video, phải nói nó sẽ chạy với cả tốc độ bàn thờ luôn. Nếu như cấu hình này là quá cao cấp đối với các bạn thì đương nhiên các bạn sẽ còn những option cấu hình khác thấp hơn và mức giá của nó cũng sẽ rẻ hơn. Ví dụ như là CPU các bạn có thể chọn là i5, i7. Với các đoạn các bạn có thể chọn là P2000 các thứ. Nói chung là cấu hình như thế nào sẽ là tùy thuộc vào các bạn. Các bạn có bao nhiêu tiền các bạn sẽ chọn cấu hình như thế. Tiếp theo, nó đắt là vì nó được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp bền bỉ. Nhìn vào có thể nó không quá đẹp nhưng nó lại toát lên được vẻ nồi đồng cối đá. Nó đảm bảo được sự an tâm cho các bạn khi làm việc trong những môi trường đặc biệt. Sờ đến đâu các bạn sẽ cảm nhận được theo bàn tay của mình là sự chắc chắn nó đi đến đấy. Nó không hề có một chút chi tiết ỏ bẹp nào. Đương nhiên sự bền bỉ mạnh mẽ nó sẽ không đi kèm cho các bạn là sự mỏng nhẹ. Và các bạn sẽ phải chấp nhận kích thước của nó là hơi quá khổ một chút, với độ dày là 3,5cm và nặng là 3,6kg. Toàn bộ phần nắp lưng của bạn sẽ được làm bằng sợi carbon xịn 100%. Trên thực tế thì nó sẽ bám bẩn khá là nhanh, nhưng mà về độ bền thì phải nói là vô địch luôn. Bản lề sẽ là theo kiểu truyền thống mà các bạn thường thấy ở trên những dòng Dell Latitude, với phần bản lề được làm khá là dài, thế nhưng nó được làm bằng kim loại hoàn toàn, thế nên nó rất là chắc chắn. Phần viền xung quanh máy các bạn sẽ thấy nó là nhôm và được cắt kim cương trông khá là đẹp và nó cũng rất là sang trọng, thế nên có thể nhiều bạn sẽ tưởng nhầm là bộ khung của nó sẽ là nhôm, nhưng mà thực ra không phải. Bộ khung của Dell Precision 7720 nó là hợp kim magie vừa cứng vừa nhẹ. Các bạn có thể mở phần nắp nhỏ ở phần bên dưới ra và có thể thấy là bên trong của nó là một phần khung magie rất lớn. Và khi mở phần nắp nhỏ này, các bạn cũng có thể thay thế được viên pin có dung lượng là 91Wh và ổ cứng 2,5 inch trống để các bạn có thể nâng cấp nhanh. Còn về RAM và SSD M2 thì các bạn sẽ phải mang ra trung tâm bảo hành của Dell để có thể nâng cấp. Nhưng mà mình nghĩ là với 64GB RAM và 1TB SSD thì các bạn cũng không cần phải nâng cấp nữa đâu. Và với chất lượng hoàn thiện của Dell Precision 7720, mình dám khẳng định với các bạn đấy chính là không có bất kỳ một mẫu laptop gaming nào, kể cả là mức giá của nó có tới là 300 triệu đi chăng nữa, thì chất lượng hoàn thiện cũng không thể nào mà sánh bằng Dell Precision 7720. Về cổng kết nối, mình có thể miêu tả là nó không thể nào đầy đủ hơn được nữa. Cạnh phải các bạn có tận 3 cổng USB 3.0, cả 3 đều hỗ trợ sạc cho thiết bị di động.
jack tai nghe 3.5mm combo và khe thẻ SD. Cạnh trái các bạn sẽ có thêm là khe thẻ Smart Card, một cổng USB 3.0 nữa, cổng HDMI Thunderbolt 3 với băng thông khổng lồ là nó sẽ gấp 8 lần USB 3.0 thông thường, cổng DisplayPort 1.4 hỗ trợ các bạn xuất ra màn hình 8K HDR. Cạnh sau các bạn sẽ có là cổng LAN và sạc, thế là hết rồi. Lật màn hình lên, các bạn sẽ có một không gian làm việc chuyên nghiệp thực sự. Mọi thứ được làm đơn giản để tránh sự phân tâm trong quá trình làm việc. Bàn phím là loại layout quen thuộc mà các bạn thường thấy ở trên những mẫu laptop của Dell. Nó có phần hơi nhỏ và các phím nó hơi cách xa nhau, nhưng mà vì hành trình phím của nó rất là sâu, thế nên là mình vẫn có thể gõ một cách chính xác, không giống như là những mẫu laptop giá rẻ của Dell hay là dòng Dell XPS. Touchpad của nó thì thuộc loại là ổn thôi, kích thước khá là lớn, nhưng mà vị trí của nó đặt khá là cao, thế nên là mình cứ bị để tay nhầm mà thôi. Giá mà Dell có thể làm cho nó to hơn hoặc là đẩy nó xuống một chút thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Gần như mọi thứ được lắp ở trên mẫu Precision 7720 mà mình đang có ở đây đều là loại cao cấp nhất, chỉ trừ duy nhất để chính là màn hình. Tấm nền màn hình đang được sử dụng là 17,3 inch Full HD IPS thông thường của Dell. Giá mà nó sử dụng option là Dell UltraSharp 4K nữa thì thực sự là mình không còn gì để chê ở trên cỗ máy 200 triệu này. Khi mình sử dụng phần mềm Spider 5 để đo thì mình thu được kết quả khá là ổn chứ không phải là quá xuất sắc, với cả 95% giải màu sRGB và 73% giải Adobe RGB. Độ sáng của nó chỉ dừng lại ở mức là 270 nits. Để xử lý đồ họa một cách chuyên nghiệp, mình nghĩ là nó vẫn có thể đáp ứng được ổn. Nhưng mà nếu như các bạn xuất ra những chiếc màn hình ở bên ngoài, mình nghĩ sẽ là một sự lựa chọn thông minh hơn. Bởi vì dù sao cổng xuất màn hình ngoài của Dell Precision 7720 hỗ trợ lên đến những mẫu màn hình có 10 bit màu. Kết thúc với phần đánh giá sơ bộ, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua là đánh giá hiệu năng của Dell Precision 7720. Thực ra mình không cần phải test thì mình cũng biết là Dell Precision 7720 phiên bản Max Option này thì nó đã là rất mạnh rồi, và mình biết nó sẽ mạnh ở những điểm nào. Nếu như các bạn quan tâm về hiệu năng render chỉ một mình CPU của Dell Precision 7720 ấy, thì thực tế là nó không mạnh, bởi vì dù sao CPU của nó cũng là CPU đời 7 và nó chỉ có 4 nhân và 8 luồng. Bây giờ đã là những CPU đời 8 rồi, các bạn sẽ có là tận 6 nhân và 12 luồng ở trên i7-8750H mà các bạn thường thấy ở trên những mẫu laptop gaming chỉ có giá là 20 mấy triệu thôi, thì i7-8750H sẽ có hiệu năng render chỉ một mình CPU tốt hơn rất là nhiều so với cả Xeon E3-1535V5. Và nhưng mà các bạn hãy nhớ ấy, đấy chính là ở trên Dell Precision 7720 phiên bản mà mình đang có ở đây có giá gần 200 triệu, nó đang được sử dụng là Quadro P5000. Các bạn kèm theo nữa, đấy chính là xung nhịp của Xeon E3-1535V5 là rất cao, nó đơn nhân đối tận là trên 4GHz. Thế nên là hiệu năng mô phỏng này, các bạn có khả năng dựng hình này, rồi các bạn có khả năng tính toán là cực kỳ tốt, mà những mẫu laptop gaming không thể nào mà có thể đạt được. Khi mình sử dụng Lumion 8 Benchmark để kiểm tra xem nó có hoạt động tốt với cả bộ phần mềm dựng phối cảnh siêu nặng này hay không, thì trên cả tuyệt vời là điểm số của nó là đạt tối đa ở tất cả các hạng mục. Lumion 8 nó chỉ yêu cầu là 4 nhân thực, và cái mấu chốt ở đây là xung nhịp phải cao. Thế nên là Xeon E3-1535V5 nó đáp ứng rất tốt yêu cầu này, và xung nhịp cơ bản của nó chỉ có 2.9GHz mà thôi. Nhưng nếu như các bạn chỉ hoạt động đơn nhân, nó có thể boost lên đến là trên 4GHz. Và nếu như các bạn hoạt động cả 4 nhân thì nó cũng là 3.8GHz. Một mức xung nhịp rất là cao đối với cả nhiều bộ laptop. Nó giúp cho các bạn dựng hình một cách mượt mà hơn rất là nhiều, không cần cứ phải nhiều nhân mới là tốt. Kèm theo một CPU mạnh thì các đồ họa của nó cũng phải mạnh theo, và nó cũng được đánh giá là tối đa luôn. Nó quá ngon cho việc dựng hình phối cảnh. Quadro P5000 ngoài sức mạnh vật lý tốt như việc hỗ trợ là nhiều phần cứng thì VRAM của nó cũng rất là khổng lồ, để chính là 16GB RAM. Nó giúp các bạn có thể dựng hình cách mượt mà hơn, dựng những không gian rộng rãi, thoải mái mà không sợ bị tràn VRAM. Chuyển qua với bài Benchmark SpecView 12.1, mình sẽ so sánh với cả một mẫu laptop gaming đỉnh cao cùng thời sử dụng cấu hình là i7-7700HQ và GTX 1080. Các bạn có thể thấy những phần mềm dựng hình đơn thuần như là Benchmark, Maya hay là Showcase, mọi thứ không cần phải tính toán quá nhiều thì GTX có thể hơn được Quadro. Nhưng mà ngay khi cần sự tính toán phức tạp vào là GTX sẽ thể hiện ngay sự yếu thế của mình, và sự chênh lệch là quá lớn để các bạn có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Ví dụ như Siemens NX, một phần mềm liên quan đến thiết kế cơ cấu cơ khí mà chắc chắn những bạn nào đang theo khối ngành cơ khí sẽ biết đến là độ nặng của nó là như thế nào. Các bạn sẽ phải kết hợp rất là nhiều thứ về thiết kế, rồi là về tính toán, rồi là về mô phỏng các thứ, rất nhiều thứ kết hợp vào nhau. Và GTX không thể nào đáp ứng được, và chỉ có Quadro mới có thể đáp ứng được mà thôi. Trong khi GTX 1080 nó chỉ kéo được vài FPS giật lên giật xuống, thì với Quadro P5000 các bạn sẽ chạy gọi là mượt như chưa từng được mượt. Và còn cả những phần mềm khác nữa, ví dụ như là CATIA hay là SOLIDWORKS, những phần mềm không chỉ có thiết kế không mà các bạn sẽ còn phải tính toán nữa, thì lúc này Quadro thể hiện sức mạnh một cách tối ưu của mình.
Sau khi so sánh với cả một cấu hình flagship ở trên laptop thì cảm giác của mình đấy chính là laptop gaming là không có cửa. Thế nên là mình đã chuyển qua thử đấy chính là so sánh với cả một cấu hình flagship của PC, xem thử là nó sẽ như thế nào để cho các bạn có thể tham khảo. Và cấu hình được mình sử dụng ở đây đấy chính là i9-7980XE và RTX 2080. Bằng SpecView 13 thì kết quả nó vẫn tương tự như là khi mình so sánh với cả laptop gaming. Nhưng phần mềm liên quan đến dựng hình đơn thuần như là 3D Smart hay là Maya thì GTX có thể hơn được Quadro. Nhưng mà khi đã động đến tính toán vào như là SolidWorks hay là Siemens NX thì Dell Precision 7720 cũng không hề ngán, kể cả là i9 hay là RTX 2080. Có thể 4 nhân 8 luồng các bạn sẽ cảm giác đấy chính là nó hơi ít, bởi vì 6 nhân 12 luồng đang rất là phổ biến ở trên thị trường laptop rồi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều, đấy chính là con E3-1535V5 này nó có xung nhịp rất là cao, kết hợp cùng với cả Quadro P5000 nữa thì hiệu năng về xử lý tính toán rồi là về các bạn dựng hình các thứ phải nói là cực kỳ bá đạo. Và nếu như CPU của các bạn, nếu mà chỉ render một mình CPU ấy, các bạn cảm giác nó hơi chậm, thì tại sao các bạn không render cùng với cả GPU nữa? Ví dụ như mình render bằng Blender thì Quadro P5000 nó nhanh hơn gần 3 lần so với mình chỉ render bằng CPU là Xeon E3-1535V5, và nó bằng khoảng là 2/3 công lực render của em GTX 1080 Ti, mà GTX 1080 Ti được coi là phải nói là best hiệu năng trên giá thành khi render rồi đấy. Nếu như các bạn đang có ý định sở hữu là Dell Precision 7720 option cấu hình mà mình đang có ở đây thì mình nghĩ đây sẽ là một giải pháp render mà các bạn nên tham khảo, đấy chính là dùng cả CPU và GPU để render. Chứ một mình CPU thì mình nghĩ đó chính là nó sẽ là hơi chậm. Còn về đánh giá hiệu năng của em Dell Precision 7720 ở phiên bản mà option phải nói là cực kỳ cao của mình đây, nếu mà để đánh giá ở trong một video ngắn này mình nghĩ sẽ là khá là ngắn để mình có thể đánh giá. Còn về chuyển về hiệu năng chơi game thì Dell Precision 7720 nó làm mình khá là thất vọng, bởi vì dù sao mức giá của nó đã là gần 200 triệu rồi, mình mong là hiệu năng chơi game của nó cũng phải xấp xỉ được em GTX 1080 cơ. Nhưng mà cuối cùng hiệu năng của nó lại tương đương với cả GTX 1070. Ví dụ như điểm số Final Fantasy 15 nó sẽ tương đương như là cấu hình i7-7700K cộng với cả GTX 1070. Có thể do nó tập trung vào hiệu năng làm việc quá nhiều thế nên hiệu năng chơi game của nó sẽ không quá ngon. Nhưng mà mình nghĩ với GTX 1070 cũng đã là đủ cho các bạn để có thể chơi game giải trí một cách hàng ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi ấy. Tổng kết lại, với gần 200 triệu các bạn sẽ có một mẫu laptop siêu bền, siêu cứng cáp, siêu mạnh. Nói chung đây là một mẫu laptop đỉnh cao của laptop rồi. Và nếu như các bạn lựa chọn laptop này thì phải nói là các bạn là một người có một mức khẩu bao quá là lớn. Còn lý do duy nhất để khiến mình mà không yêu được em Precision 7720 này ấy, đấy chính là nó không mỏng nhẹ mà thôi. Nhưng mà dù sao đây là việc các bạn sẽ phải đánh đổi, đấy chính là hiệu năng thì nó sẽ không bao giờ mỏng nhẹ. Và các bạn có lựa chọn mẫu Dell Precision 7720 này hay là không? Các bạn có lựa chọn nó về để sử dụng một pháp giải pháp đấy chính là tính toán hay là dựng hình hay là không? Hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.